Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu 31 tháng Giêng 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có Tiếng Nói Cử Tri, Phóng sự Cộng đồng và chương trình Võ Bị Tháng Giêng 2020. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi Tiếng Nói Cử Tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Trong lúc hơn 7.700 người bị nhiễm siêu vi trùng viêm phổi corona tại Trung Quốc, làm hơn 170 người chết và siêu vi trùng lan ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, thì ở Thượng viện Mỹ, các luật sư bắt đầu binh vực Tổng thống Trump chống lại việc luận tội của các dân biểu dân chủ tại Hạ viện đưa ra. Cả trăm dữ kiện và bằng chứng cùng với nhiều nhân chứng cho thấy Tổng thống Trump lạm dụng chức vụ và cản trở quốc hội. Nhưng các luật sư phe Cộng hòa trên Thượng viện bác bỏ tất cả, cho rằng những chứng cứ đó trình bày của phe Dân chủ toàn là láo liếu, giả tạo, thiếu sức thuyết phục vì không có cơ sở đúng mức. Vì thế, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyệt đối đoàn kết ủng hộ Tổng thống, đòi bãi miễn cho Tổng thống được trắng án. Họ không đưa ra một chứng cứ nào chống lại những điểm luận tội, mà trái lại công kích Phó Tổng thống Biden và luôn cả cựu Tổng thống Obama, nói hai người này là những người dung túng tham nhũng nên họ phải bị luận tội thế cho Tổng thống Trump mới đúng. Tuy Tổng thống Trump cản trở ngăn chặn tất cả cộng sự viên cao cấp của ông ra điều trần, nhưng đến giờ thứ 23, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã từ chức nhiệm sở vì không đồng ý với chính sách ngoại giao trái phép của Tổng thống Trump, nói là ông có thể ra điều trần nếu nhận được trác đòi hậu tòa. Ông vừa viết ra một cuốn sách, tuy chưa phát hành chính thức, nhưng vài đoạn được tiết lộ là ông có bằng chứng cho thấy ông Rudolph Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống, là quả lựu đạn chắc chắn sẽ làm chúng ta nổ tung, vì ông Giuliani là người chủ chốt thao túng tất cả vụ việc đổi trác chính trị dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump. Cho đến cuối tháng Giêng Tết Canh Tý, vẫn dưới sự chủ tọa của Chủ tịch tối cao Pháp viện John Roberts tại Thượng viện, các thượng nghị sĩ của hai đảng vẫn còn đặt ra cả trăm câu hỏi chống đối với nhau về vụ luận tội mà chưa thấy có ngã ngũ ra sao. Tuy nhiên, giáo sư luật hiến pháp tại Đại học Luật khoa Harvard, Lawrence Tribe, có lời khuyên với các thượng nghị sĩ Cộng hòa như sau. Quý vị không nên vì phe phái hay vì quyền lợi cá nhân sợ mất ghế mà phán xét lệch lạc không công bằng. Quý vị nên lấy công tâm trong sạch của mình ra để có một quyết định sáng suốt mà không hổ thẹn với chính lòng thành của mình và với lương tâm của mình, để không bị con cháu về lịch sử xét đoán trách móc mình trong 30 năm về sau. Jackie Bông xin kính chào quý vị.